Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video và chia sẻ chủ đề sử dụng Zalo trên máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn gửi cài đặt Zalo trên máy tính của bạn nhé. Thì sau một khoảng thời gian các bạn sử dụng Zalo và các bạn không có nhu cầu sử dụng nữa, đấy, hoặc là một số trường hợp thì các bạn không cần thiết, thì các bạn sẽ gửi cài đặt Zalo khỏi máy tính đó, và các bạn chỉ sử dụng trên điện thoại thôi. Đó. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách các bạn gửi Zalo ở trên máy tính như Windows 10 các bạn nhé, và các cái phiên bản khác ấy, thì các bạn cũng làm hoàn toàn tương tự. Đó. Rồi thì để gửi Zalo trên máy tính ấy, thì đầu tiên là các bạn sẽ vào cái Control Panel ở trên Windows 10 các bạn nhé. Đó. Thì Windows 10 nó có nút Start đây các bạn này, thì nút ở góc dưới cùng bên trái các bạn tích vào đây. Đó. Tiếp theo là các bạn nhìn vào cái chỗ có cái biểu tượng hình kính lúp đây. Đó. Nếu các bạn chưa tìm ra Control Panel thì các bạn cứ tích vào cái hình kính lúp này. Đây. Đó, và sau đây các bạn gõ vào đây là con các bạn nhé. Đó, con các bạn ghi rõ là con, tức là chữ con đó. Thì lúc này là trên Windows 10 nó sẽ xuất hiện cái control panel ở đây. Đó. Đó, nó hoàn toàn giống như ở trên Windows 7 và Windows XP, control panel như vậy. Nhưng mà các bạn lưu ý là trên Windows 10 thì nó ẩn đi các bạn nhé, thì control panel nó khó tìm hơn. Đó, thì các bạn sẽ vào cái nút kính lúp ở đây này, các bạn gõ là con nhé. Đó, con. Rồi sau đây các bạn tích vào đây để các bạn mở lên. Đó, thì sau khi các bạn vào Control Panel thì cái cửa sổ Control Panel ở đây các bạn này, nó cũng y chang như là trên Win 7 và Win XP và Win 8 vậy thôi, không có gì khác nhé. Nhưng mà các bạn ở đây thì các bạn lưu ý là có cái hai cái chế độ, đó là chế độ Linger Icon. Linger Icon thì tất cả các cái ứng dụng ở trên Control Panel là nó hiện ra đầy đủ như thế này các bạn này. Đấy. Còn nếu các bạn để cái chế độ là Category. Đó. Các bạn để chế độ category ấy, thì nó sẽ gọn lại hơn, gọn lại thì tùy các bạn thích sử dụng cái chế độ nào thì các bạn dùng. Đó, thì sau khi nếu để cái chế độ là category ấy, thì các bạn sẽ vào cái mục là program này ở đây nhá, các bạn tích vào đây. Rồi tiếp theo là các bạn vào cái mục là program and filter. Đó, thì trong này nó sẽ có cái ứng dụng của Zalo ở trong này, có ghi là Zalo phiên bản 22.4.1 này. Đó. Và mình cài cái phiên bản này vào ngày là mùng 9 tháng 4 mới cập nhật các bạn ạ, mới cập nhật vào ngày mùng 9 tháng 4 2022. Dung lượng là 311 MB. Đó, 311 MB, nói chung là dung lượng tương đối là lớn các bạn nhé. Đó, còn nếu mà các bạn đi vào cái chế độ nếu các bạn mở cái Control Panel lên, các bạn để cái chế độ là Linger Icon như thế này. Đó, thì các bạn kéo cái thanh này lên xuống này, cái thanh trượt bên phải này lên xuống này, và các bạn tích chuột vào cái mục là program and filter, cũng giống như lúc trên đó. Các bạn chọn vào cái mục là program and filter nhé. Nếu như các bạn để vào cái mục là Linger Icon ở trên này, cái chế độ này, các bạn tích vào đây. Đó, thì lúc này cái cửa sổ nó cũng giống như lúc này thôi, không có gì khác. Thì bây giờ muốn các bạn muốn gửi cái này nhé, các bạn muốn gửi cái Zalo ở trên máy tính nhé, có thể là trên laptop hoặc là trên máy tính bàn thì hoàn toàn giống nhau. Đó, các bạn tích chuột vào đây này. Rồi. Đó. Và các bạn kích chuột phải lên. Đó. Các bạn tích chuột vào cái phiên bản Zalo này, các bạn kích chuột phải lên cái chỗ chữ Zalo này. Kích chuột phải lên thì nó có cái chữ là uninstall, có nghĩa là gỡ cài đặt đấy. Sau khi xuất hiện cái này thì các bạn tích chuột trái vào đây để các bạn gỡ nhé, tích chuột trái vào đây. Đó. Và đây thì Zalo có hỏi rằng là bạn có muốn gỡ cái Zalo này khỏi máy tính hay không. Đó, nếu các bạn đồng ý thì bấm vào OK, mà các bạn không gỡ ấy thì các bạn sẽ chọn là cancel. Cancel có nghĩa là chúng ta hủy bỏ các bạn nhé, hủy bỏ cái lệnh này. Ở đây mình gỡ nhé, thì mình sẽ bấm vào OK. Rồi, ở đây Zalo thông báo rằng là Zalo của bạn đang hoạt động, cho nên là chưa bạn cần phải đóng nó lại nhé. Trước khi các bạn gỡ thì các bạn phải đóng Zalo lại thì các bạn mới gỡ được nhé. Ở đây mình sẽ đóng Zalo lại đã. Đây mình đóng Zalo lại này. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ lại các bạn này. Bấm vào Uninstall này. OK này. OK tiếp nhé. Rồi Z nhé, các bạn chọn Z nhé. Đó. Thì sau khi cái này xong thì Zalo có hỏi rằng là khảo sát cái hoàn thiện Zalo Bixi. Họ có nói rằng là chúng tôi rất tiếc vì Zalo Bixi chưa phục vụ bạn như mong muốn. Hãy giúp chúng tôi hiểu hơn về vấn đề bạn gặp phải thông qua khảo sát sau. Đó. Thì ở đây họ nói rằng là các cái mục khảo sát cái mục ở dưới này là mục sau là bắt buộc các bạn này. Đấy. Đây, câu nào sau đây mô tả đúng nhất lý do bạn gỡ cài đặt Zalo Bixi? Đó. Thì
Ở đây thì mình chọn rằng là mình không có nhu cầu sử dụng nữa, cho nên là mình chọn vào là không có nhu cầu nhé. Còn các bạn có lý do khác ấy, thì các bạn chọn lý do khác và các bạn bấm tiếp. Rồi. Tiếp theo này. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất lý do bạn ngừng sử dụng Bixi? Đó. Do ví dụ như là công việc hiện tại của tôi là không dùng máy tính thường xuyên chẳng hạn, như vậy thì mình sẽ tích vào đây và bấm tiếp. Đó. Dự định sử dụng Zalo Bixi trong thời gian tới như thế nào? Tôi sẽ chuyển qua xài Zalo trên điện thoại. Đó, mình sẽ chọn là sử dụng Zalo trên điện thoại các bạn nhé, và bấm tiếp tục. Rồi. Hãy cho tôi biết là mức độ bạn sẵn sàng giới thiệu vào Zalo Bixi, thì các bạn chọn tùy theo các bạn nhé. Đối với mình thì mình chọn khoảng 9 thôi, 9 điểm là mình sẽ giới thiệu cho bạn bè, thậm chí là 10. Đó, mình chọn tiếp đi. Đó. Rồi, nhấn vào gửi các bạn nhé. Ở đây bảo là họ bảo rằng là nhấn vào gửi, hoàn thành khảo sát, thì mình sẽ bấm vào gửi nhé. Rồi, như vậy là mình đã khảo sát xong. Đó, thì cái bài khảo sát này các bạn là có thể là không cần thực hiện cũng được, nhưng mà theo mình thấy thì nếu các bạn thực hiện thì cái bài khảo sát đó thì sẽ giúp cho cái Zalo nó càng ngày nó càng hoàn thiện và phục vụ người dùng tốt hơn. Đó, còn theo mình là các bạn là không không khảo sát cũng được. Đó, thì sau khi khảo sát xong thì cái phiên bản Zalo trên máy của mình đã mất đi các bạn này, đã mất đi nhé. Đó, như vậy là lúc này là trên màn hình desktop là nó có Zalo, nhưng mà lúc này là mình gỡ đi thì không có nữa. Thì thông qua video này mình cũng chia sẻ thêm với các bạn rằng là khi phiên bản Zalo thì khi các bạn cài vào máy tính ấy, thì nó có dung lượng là 311 MB. Nếu như máy của các bạn nào mà cấu hình yếu ấy, hoặc là trung bình ấy, thì nó sẽ làm cho máy chạy chạy chậm các bạn nhé, chạy chậm một chút. Còn nếu máy của bạn nào mà có cấu hình tương đối là khá hoặc là trung bình ấy, khá hoặc là cao thì nó không ảnh hưởng lắm. Đó, thì nếu như các bạn mà có nhu cầu sử dụng lâu dài thì các bạn là nên để trên máy tính, còn nếu như các bạn mà không có nhu cầu sử dụng thường xuyên ấy, các bạn hay sử dụng cái điện thoại đấy, thì theo mình là các bạn là nên gỡ nhé, gỡ để tránh trường hợp là nặng máy. Đó, rồi thì sau khi mà các bạn gỡ rồi ấy, các bạn là muốn trong một số trường hợp mà các bạn muốn tải lại và các bạn cài vào máy tính thì các bạn sẽ làm như thế nào? Đó, thì trong video này mình cũng chia sẻ thêm các bạn luôn, đó là khi mà các bạn đã gỡ rồi thì các bạn cài lại thì các bạn sẽ làm như thế nào. Đó là các bạn mở cái cốc cốc lên nhé, hoặc là ở trên Chrome gì đó đấy, hoặc là Spotify, thì các bạn có vào đây là tải tải Zalo nhé, tải Zalo cho máy tính. Đó. Rồi, tải Zalo cho máy tính thì các bạn chỉ cần gõ không dấu thôi, tải Zalo cho máy tính. Đó, thì cái vấn đề mà tải Zalo cho máy tính ấy, thì mình đã chia sẻ rất là chi tiết một cái video ở trên kênh của mình, đó là cách tải này, cách cài đặt Zalo lên máy tính này dành cho các bạn mới sử dụng lần đầu. Đó, thì các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé, để các bạn tham khảo thêm. Đó, thì trong video này mình chia sẻ thêm các bạn thôi. Đó, sau khi các bạn gõ từ khóa là tải Zalo cho máy tính ấy, thì chúng ta có rất là nhiều cái trang web để chúng ta tải Zalo về, ví dụ như là trang chủ của Zalo này, www.zalo.me này. Đấy, là trang chủ của Zalo, các bạn có thể vào đây các bạn tải về. Đấy, hoặc là các bạn vào cái trang là download.com.vn này cũng được này. Cái trang này thì mình cũng hay tải đến này, bởi vì cái trang này nó có hỗ trợ tiếng Việt các bạn nhé, và tương đối là dễ tải. Đó, thì các bạn có thể vào đây. Thì nếu các bạn vào trang chủ ấy, thường thường là khi các bạn tải đến trang chủ thì cái phiên bản nó chuẩn hơn, và khi bị virus các bạn nhé. Đó, thì các bạn vào đây tải Zalo Bixi cho máy tính này. Các bạn vào đây các bạn đọc thêm một số cái thông tin ở đây, và các bạn bấm vào tải về, tải ngay đây để các bạn tải về. Đó, thì mình có thể là bấm vào đây để tải về các bạn này, tải ngay nhé. Đó, thì lúc này là cái dung lượng Zalo ở đây là thông báo rằng là 92,3 MB. Đó, và tải trong vòng khoảng 25 giây thôi. Đó, rất là nhanh, nói chung là tầm gần 100 MB. Đó, sau khi tải về thì các bạn lại cài vào máy nhé. Đó, trong trường hợp các bạn cần cài lại. Rồi, trường hợp mà các bạn vào cái trang download.com ấy, các bạn vào cái trang này download.com.vn này cũng được, các bạn tích vào đây. Đó. Thì sau khi vào cái trang này ấy, thì các bạn sẽ thấy có cái nút tải về đây, và các bạn sẽ bấm vào cái tải về đây. Đó. Thì đặc biệt của cái trang download.com.vn này là nó có hai cái đường link, là đường link chính này và đường link phụ các bạn nhé. Đường link chính thì nằm phía trên này. Trong trường hợp mà đường link chính các bạn tải nó bị lỗi ấy, thì các bạn sẽ xuống hai cái đường link phụ như thế này đấy, hoặc là nhiều hơn. Các bạn sẽ thay thế bằng các đường link phụ, thì các bạn chỉ cần tích vào đây thôi là chúng ta sẽ tải về nhé. Đó, thì sau khi mà tải về trên máy tính ấy, thì ở đây là mình đã tải xong các bạn này, Zalo phiên bản 22.4.1 này, đó, tải mới nhất nhé. Thì sau khi tải về thì các bạn phải tìm đến cái file ở trên máy tính mà các bạn đã tải về. Đó,
Cái file đó thường thường là nằm trong ổ đĩa D hoặc là E này, hoặc là nó nằm mặc định trong cái mục download các bạn này. Đó, download ở đây nhé. Thường thường là nằm trong mục download ở trên máy tính nhé. À, các bạn mở My Computer lên là các bạn sẽ vào cái mục download này và các bạn tìm cái file tải về nằm ở trong này. Đó, thường thường là như thế. À, còn trên máy của mình thì mình tải về trong ổ đĩa E các bạn nhé. Ổ đĩa E đây này. Đó, và mình kéo xuống để mình tìm cái file mới tải về. Ở đây các bạn này. Đó. Thì sau khi tải về ở đây này là cái file setup, là file cài đặt. Thì các bạn muốn cài đặt thì các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đây 2 lần liên tiếp. Đó. Là cái Zalo nó sẽ tự động cài đặt vào máy cho mình trong vòng chỉ khoảng 10 giây thôi. Đó. Kích chuột trái 2 lần liên tiếp các bạn nhé, tức là kích đúp chuột trái đó. Đó, bởi vì là mình vừa vừa là vừa gỡ xong đấy, cho nên là mình chưa cài lại nhé. Rồi. Đó thì cái video chia sẻ các bạn về cái cách mà gỡ cài đặt Zalo trên máy tính, Zalo trên máy tính thì rất là đơn giản các bạn nhé. Các bạn chỉ cần vào Control Panel thôi, các bạn kích chuột phải lên và chọn Unknown Store là các bạn sẽ gỡ rất là nhanh chóng. Rồi, trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ được một số video về cách sử dụng Zalo trên máy tính nhé. Thì thông qua video này mình sẽ hướng cho các bạn về cách truy cập vào cái kênh của mình nhé, để các bạn tham khảo thêm. Sau khi các bạn mở trang chủ của YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì các bạn gõ vào phần tìm kiếm này, các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV này, các bạn gõ không dấu thôi nhé, TV này viết tắt này, và các bạn kích vào cái phần kính lúp bên phải này, các bạn tìm kiếm này. Ở đây là cái kênh của mình các bạn này, khám phá cuộc sống TV, các bạn kích vào hình avatar. Rồi, sau khi truy cập vào cái kênh của mình ấy, thì các bạn kích vào cái mục video này. Đó, thì trong này thì mình có chia sẻ một số video về cách sử dụng Zalo các bạn này. Chẳng hạn như là trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ về các cái chủ đề, ví dụ như là cách lưu trữ tài liệu trên Zalo bằng công cụ Cloud này, dành cho người mới này. Cách tải file Word, Excel, ảnh, video từ máy tính sang điện thoại này. Hoặc là cách tải ngược lại từ điện thoại sang máy tính này. Đó, từ điện thoại sang máy tính này. Rồi là cách tải và cài đặt Zalo trên máy tính này, dành cho các bạn mới sử dụng trên máy tính lần đầu. Đó. Và các bạn có thể kéo xuống, các bạn tham khảo thêm các video phía dưới này. Rồi, ngoài ra thì bạn nào mà có nhu cầu về sử dụng máy tính ấy, thì các bạn có thể vào cái mục trang chủ ở trên kênh của mình nhé, trang chủ đây nhé. Rồi, lúc này các bạn là kéo thanh trượt xuống này. Đó, các bạn có thể tham khảo thêm các cái mục, chẳng hạn như là hướng dẫn sử dụng máy tính này cho người mới bắt đầu này, hướng dẫn là sử dụng Word ở trên máy tính này, hướng dẫn là sử dụng PowerPoint trình chiếu dành cho người mới này, đấy, hoặc là sử dụng máy in đó, và các cái mục ở phía dưới này các bạn nhé, các bạn có thể kéo xuống và các bạn là tham khảo thêm. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn đã gửi cài đặt Zalo trên máy tính thành công. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.